là một game thủ nổi tiếng kim cô rơ xinh đẹp biết tết tên thật là đỗ huyền trang sở hữu ngoại hình đáng yêu tính cách dễ gần và giọng nói ngọt ngào khiến cho bất kỳ anh chàng nào cũng phải mê đắm chỉ trong một đường đạn cô nàng được biết đến khi thực hiện nhiều bộ ảnh quốc cực quyến rũ về các nhân vật trong game cũng như truyện tranh bản đi một thời gian cộng đồng mạng đã quá quen với danh sưng cô rơ của cô mà quên mất bóng hồng này từng là game thủ có tiếng cô bắt đầu dấn thân từ tựa game xuất kích vậy nên việc sở hữu một góc máy chơi game cực chất cũng là điều cô nàng đau đáu. Bởi một không gian riêng với bộ PC được thiết kế theo sở thích cá nhân giúp cô nàng thỏa mãn đam mê giải trí cũng như thể hiện được cá tính của chính mình. Mới đây, trang biết Tết đã khoe góc máy chơi game của mình lên trang Facebook cá nhân. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng fan của cô nàng vẫn không khỏi trầm trồ. Với bộ ghi cùng cách decor đầy thẩm mỹ, góc giải trí của nàng cô rơ, cung nầu, với những hình nền sắc nét phối với các dây đèn led nhiều màu sắc. Dẫu vậy thì vóc dáng của cô nàng mới là điều mà người xem đặc biệt chú ý, tuy chiều cao khiêm tốn chỉ một M50 thế, nhưng cô nàng lại sở hữu số đo ba vòng đáng nể, 85, 65, 90, vậy nên cô nàng khá sexy trong trang phục bó sát. Ai đi ngang qua bức hình cũng phải để lại bình luận khen ngợi Trang. Hiện tại, Trang đang là chuyên viên trang điểm, phần lớn thời gian trong ngày cô phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Trang chơi game, cốt play và tập tành làm streamer. Trang đổ cho biết, việc đó vừa khiến cô nàng kết nối được với người hâm mộ, vừa là cách cô giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Ảnh, Internet